Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản tin tuần ở trên kênh chứng khoán Chiến Binh trên Từng Con Sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì Hùng Lê lưu ý với các anh chị đối với kênh chứng khoán Chiến Binh trên Từng Con Sóng nó đã quá quen thuộc với tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư. Mỗi tuần Hùng Lê sẽ có một bản tin phân tích bộ ba tham số chung của thị trường trên góc độ định hướng tuần. Đồng thời chúng ta sẽ phân tích những cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản, các anh chị rất là cơ bản mà uh, gọi là danh mục cổ phiếu gọi là 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 là, là, là quốc dân, đúng không ạ? Và các anh chị lưu ý, kênh Hùng Lê Chứng Khoán, chúng ta một ngày chúng ta có một bản tin phân tích bộ ba tham độ chung của thị trường. Đặc biệt, có những thời điểm có những cái nút thắt về dòng tiền, về xu hướng thị trường thì Hùng có làm một cái bản tin riêng. Và trước khi mà các anh chị uh, đi vào cái nội dung của tuần phân tích này, thì Hùng Lê đề nghị các anh chị xem lại hai bản tin video. Một cái bản tin video được phát đi 9 giờ 30 phút sáng ngày mùng 8 tháng 4. Dòng tiền chờ mua tăng mạnh, tay to, Uh, tắt ảo bắt cá. Và tại cái thời điểm này thì Hùng đã bắt đầu dự báo xu hướng thị trường của chúng ta sẽ có ở uh, những cái điểm test cung, tạo đáy tạo nền ở quanh vùng 1247 đến vùng 1250. Cá biệt trong phiên sẽ có những kịch bản rút chân, có thể có những kịch bản rút chân về khoảng quanh vùng 1233 điểm. Các anh chị xem lại bản tin này là bản tin thứ nhất. Sau đó hàng ngày thì như vậy là Hùng có liên tục uh, kết thúc một ngày thì chúng ta có một cái bản tin uh, phân tích bộ ba tham số chung về thị trường. Cái này rất có ích, rất có giá trị các anh chị cực kỳ sát luôn và sáng ngày hôm nay 10 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 4 đề nghị các anh chị xem nốt bản tin này lần thứ hai và xin được chia buồn với tất cả những anh em bán đúng bẹn bán đúng chỉ số vn index về vùng 1247 đến vùng 1250 vậy thì chia sẻ lại với tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư một lần nữa bản thân cá nhân Hùng Lê là nhà đầu tư và ông trưởng thành lên từ nhà đầu tư chứ không phải là 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 hùng chỉ có nói không thôi và tất cả những cái kiến thức mùng học được cùng chiêm nghiệm được cùng tích lũy được trong cái quá trình Ông bị thất bại thì ngày hôm nay giờ này và các giờ sau và các tuần sau các ngày sắp tới thì ông lấy những cái kiến thức đó để ông chia sẻ đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư đó và không có chim lợi, không có suối dại không có làm tức là không có làm bất kể một cái động 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 thái nào để mà gây hại tổn hại đến anh chị em nhà đầu tư và tất cả những cái gì mùng chia sẻ đó là cái sự tâm huyết và có thể đúng có thể sai nhưng các anh chị cứ chiêm nghiệm lại đi cứ xem lại hết tất cả các cái bản tin của cá nhân đồng lê thì các anh chị thử xem là những cái điểm hỗ trợ này những cái điểm kháng cự này rồi cái cách cùng tiếp cận đến thị trường thì các anh chị cứ 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 review lại ở trong quá khứ hiện tại rồi sau đó chúng ta hướng về tương lai đó để chúng ta ở trên một cái góc độ quan điểm là gì làm sao đó các anh chị tích lũy kiến thức tích lũy kinh nghiệm khi kiến thức càng dày, kinh nghiệm càng dày thì tiền nó sẽ tự động nó về tài khoản của các anh chị. Chứ các anh chị hùng nhắc lại các anh chị đừng có xem những cái bánh vẽ ở trong các cái room Zalo à được tô vẽ nên bởi à, Z và các anh chị chỉ nhìn thấy cái bánh vẽ đó thôi thì các anh chị sẽ thất bại, sớm muộn gì các anh chị cũng sẽ thất bại. Nhưng ngược lại khi các anh chị tiếp cận đến thị trường chứng khoán thì chúng ta đừng có nhìn những cái bánh vẽ đó mà chúng ta hãy nhìn những cái bánh vẽ về kiến thức Hãy nhìn những cái bánh vẽ mà Hùng đang vẽ cho các anh chị đây này, hàng ngày đây này. Đó, và các anh chị có một cái sổ tay, có một cái bút, chúng ta ghi chép lại, chúng ta học hành và chúng ta từ tốn chúng ta từ từ. Đó, Ở chúng ta nâng cái vốn của ta, ví dụ đầu tiên 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, rồi tỷ 1, tỷ 2, rồi 2 tỷ, rồi 3 tỷ, 5 tỷ. Đó, các anh chị cứ làm dần dần như vậy cho cá nhân Hùng lên đó và tuyệt đối nhắc lại các anh chị là tuyệt đối đừng nhìn những miếng bánh vẽ được quăng ở trong những cái room zalo bởi vì bản thân là hùng lê hùng nằm bây giờ các cái room zalo đâu đó khoảng tầm mấy chục room cơ chia sẻ rất là thật là như vậy nhưng mà hùng vào những cái room zalo đấy để làm gì hùng cũng không có làm gì cả hùng nằm im im lặng để hùng xem các bạn nói gì và chúng ta ở qua những cái câu chuyện như vậy thì hùng ý thức được là à như vậy thì chúng ta cần phải nhắc nhở ở nhà đầu tư cần phải làm gì thì mục đích như vậy thôi duy nhất chỉ có như vậy thôi đó thì ông nhận thấy là rất nhiều những anh chị em nhà đầu tư bị mắc cái bẫy chuột đó gọi là bẫy chuột bởi những cái mánh những những những, những cái, cái cái miếng bánh như vậy thì ngày hôm nay ông sẽ nhắc lại như vậy và cái nhiệm vụ của chúng ta là gì chúng ta hàng ngày chúng ta học chúng ta phân tích thị trường làm sao để chúng ta nhận diện được cái xu hướng của thị trường tại cái thời điểm nào thì chúng ta dự báo là à như vậy thị trường của chúng ta có thể tạo đáy á à, ở thời thời điểm nào thị trường của chúng ta có thể quay đầu giảm điểm và đâu là kháng cự của cổ phiếu đâu là hỗ trợ của cổ phiếu để hỗ trợ thì chúng ta mua kháng cự thì chúng ta bán ok một vài uh, các cái nội dung trao đổi với anh chị em như vậy bản tin phân tích tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4 nội dung vẫn như vậy thôi phần một chúng ta sẽ review lại bộ ba tham gia chung của thị trường phần thứ hai thì uh, như thường lệ chúng ta sẽ phân tích bộ trụ ở uh, bất động sản khu công nghiệp nhóm thép ở uh, ngành đầu tư công bất động sản dân cư nhóm ngành chứng khoán và ông lê lưu ý lại một cái anh chị lần nữa trong nhịp này trong sóng này các anh chị ưu tiên số một cho là bất động sản dân cư thứ hai là nhóm ảnh chứng khoán thứ ba là thép tư là đầu tư công đấy sẽ là những cái thằng mà nó chạy đầu tiên nó nó sẽ chạy khi mà thị trường hồi nó sẽ chạy đó và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì các anh chị lưu ý là tất cả những cái nội dung mùng phân tích ở trên video mang quan điểm của cá nhân đồng lê vì vậy chúng ta sẽ cân nhắc xem xét trước khi xem trước khi áp dụng và với quan điểm của cá nhân đồng lê chúng ta mở và chúng ta có rất nhiều option để để diện để chúng ta có cái sự phân tích lựa chọn làm sao đó để chúng ta đi theo và mục tiêu của các anh chị lên thị trường chứng khoán là gì tìm hiểu kiến thức tích lũy kiến thức tích lũy kinh nghiệm rồi sau đó chúng ta kiếm tiền đó chứ không phải là kiếm tiền là nhiệm vụ đầu tiên khi các anh chị lên thị trường chứng khoán và chúng ta xác định được cái mục tiêu như vậy rồi ấy, thì cái kim chỉ nam trong cái quá trình mà chúng ta hành động và trong cái quá trình mà chúng ta chinh chiến nó sẽ ok mà khi chúng ta đi lệch đường chúng ta định hướng sai đường thì như vậy là chúng ta sẽ đi vào vũng lầy chúng ta sẽ đi vào thất bại đó thì hùng chỉ nhắn gửi các anh chị em như vậy thôi <laughs> chỉ số vn index tuần từ phiên giao dịch 8 đến tháng 12 à, ngày 12 thì như vậy hùng đã có phân tích rất là chi tiết rồi như vậy chúng ta đã có phiên ngày 8 ngày 9 ở chỉ số vn index của chúng ta test ở vùng 1247 đến vùng 1250 và đến phiên ngày 11 thì chỉ số này tiếp tục diện tiếp tục test lại vùng 12 ở à, 47 1250 thành công và nút thắt về kỹ thuật trong tuần thì chỉ số VN Index có điểm ngày phiên ngày 10 thì nó xử lý ở vùng 1265 đến vùng 1270 và đến phiên ngày hôm nay phiên kết tuần thì rất là tuyệt vời. Uh, index của chúng ta đã xử lý xong cái nút thắt kỹ thuật 1265, 1270 và đóng cửa tuần ở vùng 1276.6 điểm với mức cao nhất và cái sự phục hồi khá là tích cực. Thì như khi Hùng khi mà kết thúc phiên giao dịch ngày 11 đúng không ạ? Vào phiên giao dịch ngày 12 thì như vậy Hùng cũng đã có dự báo là gì? Thị trường của chúng ta sẽ uh, có những cái điểm gáp tăng các anh chị có những cái gáp tăng và sau đó thị trường sẽ đi lấp gáp và uh, ngay từ đầu phiên thì chỉ số VN Index của chúng ta đã có gáp tăng về vùng 1265 và sau đó thì có hai cây đến giờ lấp về vùng 1260 nó không lấp đến vùng 1255 như vậy thì thị trường của chúng ta rất là khỏe và cây đến giờ kết thúc phiên sáng chỉ số VN Index phục hồi phiên chiều thì rất là tuyệt vời cây nến từ 13h đến từ 13 giờ đến 14 giờ thì chỉ số VN Index chúng ta tập 1 đánh vùng 1265 đến vùng 1270 và cây nến kết thúc phiên là một cây nến hammer mặc dù nó không đóng cửa cao nhất phiên nhưng như thế này nó là quá là tuyệt vời và với góc độ hiện tại thì chúng ta kỳ vọng điều gì? Chỉ số VN-Index trong tuần tới và trong phiên giao dịch ngày thứ hai khả năng sẽ đẩy gáp lên khoảng quanh vùng 1280 đến vùng 1285. Và khi về đến gáp này thì chúng ta lại kỳ vọng là gì? VN-Index của chúng ta sẽ lấp lại và điểm lấp thành công sẽ ở quanh vùng 1275, điểm sâu hơn sẽ vùng 1270. Kỳ vọng chỉ số VN-Index của chúng ta test tích lũy thành công ở trên vùng 1270+. Còn quá đáng lắm thì nó về 1265, nhưng đẹp nhất là nó chỉ test ở khoảng quanh vùng 1270 25, 25 thôi. Và sau đó thì chỉ số VN Index của chúng ta sẽ bắt đầu uh, quay đầu, <laughs> bắt đầu quay đầu và tiếp tục break cái vùng cản kỹ thuật 1280 1285 lần thứ hai. Bứt thành công vùng 1285 thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta 100% ở trong nhịp này hướng về vùng cản kỹ thuật 1295 đến vùng 1300 điểm và về đến đây thì Hùng Lê sẽ tiếp tục ở phân tích định lượng cho các anh chị ở trong các bản phân tích hàng ngày. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30. Đây các anh chị chúng ta vào phiên giao dịch ngày 8. Thì ngay bản tin tuần, các anh chị cứ xem lại bản tin tuần đi. Thì cũng có dự báo là chỉ số VN30 chúng ta sẽ quay trở lại vùng 1245 đến vùng 1250. Và xin chia buồn với các anh chị. Xin chia buồn với tất cả những anh chị bán hàng, bán cổ phiếu của mình ra ở phiên ngày 18 tháng 9. Các anh chị bán đúng đáy. Và các anh chị không nhận diện được cái dòng tiền chờ mua, dòng tiền mua rồi cung cầu. Các anh chị không nhận diện được đâu là khả năng cái vùng nó thị trường của nó sẽ tạo đáy. Đó. Và ở tại đây thì chỉ số VN30 test nhịp 1 và phục hồi lên vùng 260 sau đó tiếp tục quay test nhịp 2. Và đặc biệt là trong phiên giao dịch ngày 11 thì chỉ số VN30 một lần nữa test lại vùng 1265 12 2 uh, 1255 1260 thành công. Và ở đây thì Hùng đang Hùng có view cho các anh chị đó là một cái cây xu hướng. Và bước vào phiên giao dịch ngày 12 thì Nhung có phân tích ở đây, dự báo là chỉ số VN Index của chúng ta à VN30 sẽ test lại quanh vùng 1260 và nó trượt ở trên cây xu hướng này. Trên thực tế thì nó test ở quanh vùng 1260 ra Rất đẹp anh chị Sau gáp tăng đó, à, Gáp tăng Dự báo gáp tăng và quay trở về test cung Thì điểm test này rất là thành công Và sau đó thì chúng ta có ba cây đến giờ phục hồi Và chỉ số vf 30 của chúng ta đóng cửa gần như cao nhất viên phẩy Tức là gần 1285 điểm Thông cảm một tí Trong tuần này Hùng đang bị viêm họng Nên quá trình nói có thể sẽ bị ho mà hùng ho rất nhiều các anh chị ho liên tục luôn rất là cố gắng để truyền tải những cái nội dung cho các anh chị nên các anh chị chúng ta hết sức cố gắng nhé hai bên chúng ta cùng cố gắng thì đối với chỉ số VN30 như vậy là vượt qua được vùng 1280 và nó cũng xử lý được cái nút thắt ở vùng 1280 thì có thể là gì à, với cái đà hứng phấn như thế này thì VN30 có thể nó sẽ kéo chạm vùng 1290 thậm chí là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó sẽ chạm luôn vùng 1295 và sau đó chúng ta kỳ vọng VN30 sẽ trả một phát cung nữa Tức là cái điểm trả test tích cực sẽ ở khoảng quanh vùng 1270 đến khoảng quanh vùng 1275, test tự đi đánh công ở vùng này, đảo chiều, đảo pha xu hướng. Thì ở trong nhịp này, chúng ta sẽ hướng target của chỉ số VN30, chúng ta sẽ hướng về vùng 1295 đến vùng 1310 điểm, đó là target kỹ thuật của chỉ số VN30 ở trong tuần giao dịch mới. Đối với chỉ số VN30F1M thì có một cái bức tranh cũng tương đối là dài, thì Nhung đã có phân tích cho các anh chị đây đúng không ạ? khi vào tuần mới thì chúng ta có phân tích một cái điểm là 1252.5 và cái điểm này như thế nào thì các anh chị có thể xem lại tuần ở các bản tin tuần trước và điểm thứ hai đó là vùng 1247 đến vùng 1243 thì chiếu 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 phiên giao dịch ngày mùng 8 thì ở phá thính của chúng ta chạm điểm sâu nhất ở vùng 1247 và bắt đầu piu đi lên đúng không anh chị vậy thì quá trình đi lên này thì cũng đã bắt đầu xây lên một cái kênh xu hướng đó Ví dụ nút thắt kỹ thuật ở vùng 1255 đến vùng 1.260. Đây các anh chị canh chuồng thứ nhất và uh, tại cái thời điểm nhịp lon thứ nhất thì như vậy là Hùng cũng đã xây được cái target kỹ thuật của phá sinh lên quanh vùng 1270, 1272. Và sau đó thì nó, nó tiếp tục test trở lại và uh, các anh chị đây là một cái phiên giao dịch ngày 11 tháng 4 thì Hùng cũng đã là có làm bản tin luôn. Các anh chị làm bản tin luôn đó và bắt đầu phục hồi. Và khi bắt đầu vào phiên giao dịch của ngày 12 thì như Hùng nó có phân tích dự báo là gì? Chỉ số phá sinh của chúng ta sẽ có gáp tăng nhẹ đẩy cái cái gáp tăng lên khoảng quanh vùng 1268 thì các anh chị nhìn thấy nhá. Ngay đầu phiên có luôn 1268, sau đó rồi nó sẽ test vùng 1258-1260 Điểm sâu hơn sẽ là vùng 1252.5 đến vùng 1254 Nhưng à, rất là tuyệt vời khi chỉ số phá trích của chúng ta à, test thành công ở vùng 1260 đây các anh chị Đó, đúng 1260 lon luôn Và chúng ta hoàn thành được cái target kỹ thuật 1275 Và sau khi mà hoàn thành cái target kỹ thuật 1275 á, thì Hùng tiếp tục phân tích uh, dự báo đó, xu hướng đây các anh chị Đấy, sau khi mà đạt 1272 rồi và à, uh, đây các anh chị đây này liên tục cập nhật 13 giờ 36 phút này phái sinh tiến lên vùng 1272 đó và sau khi đạt vào 272 rồi thì cũng sẽ tiếp tục đưa target kỹ thuật của phái sinh lên vùng 1275 1280 sau khi đạt 12 target 1280 tức là hết target kỹ thuật phân tích này và với đà này thì Hùng có thể dự báo là phá sinh sẽ dẫn lên ở khoảng quanh vùng 1285 và nói chung đối với phái sinh kết thúc ở trên vùng 1280 là đẹp miên man và các anh chị uh, thấy rằng là phái sinh của chúng ta kết thúc ở ở vùng 1286 điểm các chị. Như vậy là hoàn thành target luôn. Vừa hoàn thành target 1280 và hoàn thành target 1285 cộng bù thêm cho các anh chị một điểm nữa. Ok. Rất đẹp. Vậy thì xu hướng tiếp theo sẽ như nào? Dự báo có thể gáp tăng sẽ kéo lên ở khoảng quanh vùng 1290, thậm chí là vùng 1295 luôn. Nó sẽ đẩy uh, nó sẽ đẩy gáp luôn. Và sau những cái nhịp đẩy gáp như vậy á thì Chúng ta sẽ có cái điểm lấp lại mục 1280, điểm sâu hơn 1275 test đi đi thành công vùng này thì như vậy là gì. ta Target kỹ thuật 1295 và trong nhịp này thì phá sinh hùng hướng về điểm cản kỹ thuật ở vùng 1310 điểm. Bây giờ anh chị em của chúng ta sẽ nhìn qua một tí dạo về chạc kỹ thuật của chỉ số VN Index ở trên chart kỹ thuật ngày. Thì như các anh chị em cũng biết rồi, mô hình nêm tam giác cũng đã phân tích khá là dài từ ngày 26 tháng 2. Uh, tháng 3 và chúng ta bước vào tháng 4. Uh, bước vào uh, xin lỗi cả nhà tháng 2 xong rồi chúng ta bước vào tháng 3 và hiện tại đang là tháng 4. Thì uh, cái mô hình này nó vẫn tiếp diễn và đặc biệt ở trong tuần vừa qua thì một cái điểm test kỹ thuật tuyệt vời ở vùng 1247 và chúng ta có hai cái nến phục hồi khá là tích cực. Cái đến ngày hôm nay thì rất là tuyệt vời rồi khi mà chỉ số VN Index của chúng ta vượt qua vùng 1270. Và với đa hướng phấn hiện tại có thể có gáp tăng và sau đó như cũng có phân tích ở đây. Kỳ vọng là VN Index của chúng ta sẽ test ở trên vùng 1270 nó test thành công ở trên vùng 1270 và khi nó test thành công ở trên 1270 lực cầu cung cầu vào thì ngon rồi các anh chị như vậy nhịp này thì chúng ta sẽ <laughs> hồ hởi phấn khởi để chúng ta dự báo là gì chỉ số vn index của chúng ta sẽ chào mừng ngày 30 tháng 4 và sẽ đánh vượt thoát mốc 1.300 điểm Phần thứ hai thì như thường lệ thôi, Hùng Lê cùng với anh chị em và chúng ta sẽ view nhanh qua một số các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu gọi là đại chúng đi, cũng như vậy thôi, rất cơ bản. MVW đúc g trong tuần thì có dự báo điểm chỉ có kỹ thuật ở quanh vùng 49 và các anh chị để ý thấy là mở với đúc chỉ test về quanh vùng 50 thôi và nó đang xử lý cái nút thắt kỹ thuật ở vùng 51 đến vùng 52 có thời điểm nó đã đánh vượt qua vùng 52 rồi tuy nhiên đến cái tuần thì như vậy là nó lại lùi lại ở quanh vùng 52 và với cách đi của mở với đúc hiện tại đang tương đối là đẹp như vậy tuần tới khả năng nó sẽ có những cái điểm test lại ở quanh vùng 51-51.5 đó test tích duy thành công thì target nhịp này nó sẽ hướng về quanh vùng 55 cổ phiếu Mansan chủ đạo đang ở trong một cái xu hướng tích lũy dự báo ở quanh vùng 72 điểm sâu hơn sẽ là vùng 70 đến khoảng quanh vùng 71 và ở đây các anh chị nhìn thấy trong tuần thì chủ đạo nó bám biên 72 tuần tới thì như vậy thôi ở quanh biên 71 71.572 các anh chị có thể thu gom thêm bản Việt dự báo về quanh vùng 41.5 và tại vùng 41.5 này thì Hùng sẽ sẽ đánh giá. Đây các anh chị cùng vẽ một cái mô hình như này. Và các anh chị để ý lấy là từ phiên giao dịch của ngày mùng 8 mùng 9 11 và kể cả là phiên ngày 11 12 thì như vậy nó chỉ nhún qua một tí thôi, qua vùng 41.2 thôi. Và về cơ bản thì nó vẫn bám biên ở vùng 41.5 khá là đẹp. Cây đến cái tuần thì như vậy là nó bắt đầu vượt lại lên được ở xuất sát ở vùng 41.9 với một cây đến phục hồi khá là tốt. Như vậy tuần tới <laughs> nếu có thì nó sẽ ở khoảng quanh 41.5 41.7 trả cung về đây test test đi thành công thì như vậy là các anh chị có thể thu công và mục tiêu ở trong nhịp này thì chúng ta dự báo là gì em này sẽ tiếp tục gì ở thoát cái vùng cảnh thuật 42.5 và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về khoảng quanh cản 43.5 Ở cổ phiếu gì ở đây chúng ta có dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật 61.7 và vùng 62 và trong tuần thì các anh chị để ý là phiên giao dịch ngày 8 thì chúng ta có vùng 61 và phiên ngày 11 thì như vậy là gì cũng tiếp tục có vùng 61 và như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây nó hình thành một cái mô hình test hai đáy rất là thành công với đà phục hồi ở cuối tuần như thế này thì khá là tích cực tuần tới chúng ta tiếp tục ngắm ở tác cả kỹ thuật 63 và điểm xa hơn sẽ là 65 Vinamilk trong tuần thì chủ đạo nó vẫn đang tích lũy thôi ở đây à, trong tuần thì chúng ta có dự báo điểm 67 nhỉ 67.5 này nhưng mà điểm này nó bị thất bại nên là nó sẽ lùi lại cái điểm sâu hơn chính là điểm 66.5 ở đây và hiện tại trong tuần thì Vinamilk tiếp tục tích lũy tuần tới điểm tích cực thì nó sẽ tích lũy ở vùng 66.5 còn điểm sau hơn thì có thể là nó sẽ có những cái điểm trả cung lại quanh vùng 66 tiếp tục đánh giá thêm ở hai vùng hỗ trợ kỹ thuật này VIX tương đối là tích cực đó các anh chị trong tuần thì có dự báo ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 4747.3 đây các anh chị ở tuần trước đây này chúng ta có vùng 4747.3 và có cản kỹ thuật ở đây là vùng 48 thì tuần này cũng như vậy Đấy, nó phiên ngày 9 thì nó test về vùng 47 và sau đó rút chân lên, bứt qua được vùng 48 và hiện tại thì đang hướng đến uh, cái target ở vùng 49 đến khoảng quanh vùng 50. Với động thái này, tuần tới uh, VIX sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 48, 48.3. Test tích lý thành công, cầu quay trở lại, như vậy là target 49 đến vùng 50. <laughs> hôm ở trong tuần thì cũng khá là tích cực. Đây, uh, cái điểm mà ông có dự báo ở đây đó là vùng 42.3, 42.5, các chị này. Và cái đường line này là 40... Uh, cái đường lai ngang này là 42 ba đây. Ok các anh chị và ở uh, vick có một cái điểm test cực đẹp ở đây. À uh, Vinhome test cực đẹp luôn. Và sau đó thì nó tiếp tục xây ở khoảng quanh vùng 42.8. Nói chung hôm nay là phiên mùng 8 là các anh chị bán là chúng ta bán đúng mẹn rồi, bán đúng đáy rồi. Đó. Và sau đó thì Vinhome bắt đầu phục hồi. Tuần này thì nó đã chính thức hoàn thành target tuần ở vùng 44 trên 44 và sau khi bước qua vùng 44 thì nó đang có những cái gap và nó đang quay trở về lớp gap. Như vậy dự báo tuần tới ở vùng 44.2 đến khoảng quanh vùng 44 lấp về thành công ở vùng này tất cả kỹ thuật ở trong nhịp này Vinhome sẽ hướng về các anh chị chờ thì Vinhome sẽ hướng về khoảng quanh vùng 45.8 đến khoảng vùng 46 nhưng mà trước khi mà lên đến cái vùng 45.8 thì nhiệm vụ ở trong tuần nó phải vượt qua được cái vùng 45 ở đây nhóm ảnh mà Hùng sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ảnh bất động sản khu công nghiệp thì đối với nhóm ảnh này đang cực đẹp các anh chị nhá có những điểm mua cực đẹp và các anh chị lưu ý, uh, nốt lại các điểm mua này để sau tuần các anh chị mua. KBC ở vùng 32.6 đến vùng 33. Ok các anh chị, trong tuần vừa qua thì nó đã test rất thành công điểm test thứ nhất, điểm test thứ hai và điểm test thứ ba. Hiện tại thì uh, chúng ta nhìn thấy điểm kéo thứ nhất và à, điểm kéo thứ hai ở đây và nó đang có những cái điểm test lại ở đây. Như vậy tuần tới ở vùng 33 33.2 các anh chị cứ múc trùng lên. Ta cái kỹ thuật ở đây thì uh, chúng ta sẽ ở trong nhịp này chúng ta sẽ hướng về vùng 35. 35.5 đến khoảng quanh vùng 36. Như vậy chúng ta sẽ có một cái điểm bắt đáy. Chúng ta sẽ có một cái điểm bắt đáy ở đây Rất là ổn Và thậm chí là nếu như các anh chị mà theo dõi cái bản tin tuần ngủ lê Thì như vậy là chúng ta đã có cái vùng 32.6 đến khoảng vùng 33 Đó là vùng mà chúng ta dò đáy để chúng ta diện Chúng ta vào vị thế Cổ phiếu ITA đây anh chị như mình có dự báo đây, vùng 5.6 đến vùng 5.65 thì điểm thứ nhất là nó test ở phiên mùng 9, kéo lên và hiện tại thì nó đang quay về test điểm thứ hai. Như vậy tuần tới nếu các anh chị đang cầm ITA vùng 5.6 5.5 các anh chị có thể canh mua. Ta kỹ thuật ở vùng 5.9 đến khoảng quanh vùng 6. SSC có điểm mua cực đẹp ở trong tuần tới các anh chị lưu ý. À, như mình đã có phân tích ở đây này, điểm chỉnh cũng kỹ thuật 40.5, 40.7 và điểm thứ hai là vùng 40 thì các anh chị thấy là phiên ngày mùng 8 thì nó test ở vùng 40.5 và phiên ngày mùng 9 và phiên ngày 11 nó test mô hình V kép ở đây và hiện tại nó đang có hai cái đỉnh ở đây 41.5 và đây chạm 41.5 thì nó đang quay chỉnh trở lại. Như vậy tuần tới ở quanh vùng 41 cộng trừ 0.2, các anh chị cân cho cá nhân đúng lên. Ờ à, điểm uh, target kỹ thuật ở vùng 43, 43.5 và có thể đẹp hơn trong nhịp này thì SCC sẽ ngắm về khoảng quanh vùng 44. IDC cũng như đạt luôn. Trong tuần thì cũng có phân tích cho các anh chị vùng hỗ trợ kỹ thuật. Anh chị chờ tí, sao máy lại chậm thế nhỉ? ông có phân tích cho các anh chị vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 56 à 56.7 đến vùng 57 đấy các anh chị đây đó đấy các anh chị đúng phiên ngày 11 test luôn và hiện tại thì với cái sự phục hồi kết tuần khá là tốt lực cầu tăng cổ phiếu IDC đã vượt lại được ở trên vùng 58 như vậy tuần tới nếu có thì nó test lại quanh vùng 58 điểm sâu hơn sẽ là vùng 57.8 đến khoảng vùng 58 tức là chúng ta sẽ lấy vùng 58 cộng trừ 58 cộng trừ 0.2 đó các anh chị 58 cộng trừ 0 2 test tích thành công vùng này mục tiêu sẽ hướng về vùng 59.5 đến khoảng quanh vùng 60 VGC cũng có điểm mua đẹp ở trong tuần tới các anh chị đang cầm thì như vậy là chúng ta khẩn trương các anh chị khẩn trương nhé chứ còn khi mà nó chạy rồi thì đừng có đừng có hỏi em ơi có mua được không VGC ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 55.55.6 đến vùng 6, 56 các anh chị này nhìn ha. đó và nó test rất thành công mặc dù là có thời điểm mà nó có tụt xuống nhưng không sao cả à, kết thúc thì nó vẫn lấy lên và cái biên ở chúng ta dự báo vùng 56.6 đến khoảng vùng 55.6 đến khoảng vùng 56 rất ok Tuần tới nếu có thì như vậy là VGC có thể sẽ tỉnh chỉnh lại khoảng quanh vùng Ở đây là vùng 56 hoặc 56.3 56.5 test đi thành công Nhịp này chúng ta sẽ hướng về vùng 58 Và sau khi bứt cản vùng 58 thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục Một cái nhiệm vụ ở vùng 59.5 đến khoảng quanh vùng 60 Tiếp ở trong tuần vừa qua cũng có cái điểm test kỹ thuật rất là thành công ở đây các anh chị, vùng 24.5 24.7. Đây, gần như là tiếp uh, chạm này, kéo lên này, rồi chạm kéo lên và đây chạm kéo lên. Hiện tại thì tiếp đang có xu hướng test lại vùng 24.5 24.6. Như vậy tuần tới đây sẽ là điểm mà các anh chị có thu công. Mục tiêu trong nhịp này ở 25.5 25.7 và khi nào mà tiếp uh, có xu hướng vượt thoát được. À uh, khi nào mà tiếp có xu hướng vượt thoát được cái vùng 25.7 ở đây thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục phân tích định lượng nhóm ngành mùng sẽ phân tích cho các anh chị tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì như đã có phân tích định lượng ở trong nhịp này các anh chị chú ý thép cho cá nhân hướng lên HPG uh, chúng ta dự báo vào tuần giao dịch mới nó sẽ quay lại vùng 29.2 để nó test trên thực tế thì nó test ở vùng 29.3 sau đó thì nó có phục hồi và trong tuần thì như vậy là Hòa Phát cũng đã hoàn thành được cái vụ giảm mục tiêu ở khoảng quanh vùng 30 30.2 uh, rất ổn các anh chị và sau khi chạm cái này thì nó đã có một nhịp đạp sau đó nó tiếp tục công và hiện tại thì như vậy là nó đang tích lũy ở quanh vùng 29.8 đến khoảng quanh vùng 30. Tuần tới các anh chị nhé Các tài khoản mà đang cầm thì chúng ta chú ý, chúng ta có thể gom thêm. Mục tiêu sẽ vượt lên vùng 30.4 và điểm xa hơn nó sẽ công lại ở vùng 31. Cổ phiếu Nam Kim, dự báo ở vùng 24 24.2 trên thực tế thì nó test ở vùng 24.4. Trong tuần thì nó bứt được qua vùng 25, hoàn thành cái target mục tiêu, mục đặt ra, đây là vùng 25.5. Sau khi mà nó vươn lên và nó test lại, đây các anh chị này, thì nó lại test lại ở vùng 24.8 đến khoảng quanh vùng 25 khá là đẹp. Tuần này thì uh, như vậy rồi, như vậy là nó bắt đầu nó vươn lên lại được cái cản kỹ thuật ở đây, đó, vùng 26, 26.2. Như vậy trong tuần tới, chúng ta nếu có thì sẽ ở khoảng quanh vùng 25.5, 25.6, 25.7, uh, có test thì test ở đây. Mục tiêu trong nhịp này thì như vậy là gì? Uh, Nam Kim sẽ bứt cản vùng 26 và để tiến về uh, target kỹ thuật tiếp theo ở vùng 27 cổ phiếu Hoa Sen như vậy là Hoa Sen chúng ta có những cái điểm à, uh, có những cái điểm dự báo về vùng 22.4 và điểm sâu hơn ở trong tuần thì chúng ta có tính toán đến đấy anh chị có tính toán đến khoảng quanh vùng 21.8 đến khoảng vùng 22 nhưng trên thực tế thì nó chỉ về đến cái điểm ở vùng 22.4 thôi trong phiên giao dịch ngày 11 đây và các anh chị nhìn thấy là Hoa Sen đan các anh chị đan rất là đẹp bật lên và đây này một cái nến này chiết xuất giảm 23.5 tức là cái target cái thuật rất là cao và sau đó thì nó quay trở về tích lũy như vậy tuần tới các anh chị đang ôm hoa sen 2.7 2.8 để vùng thu mục tiêu ờ, mục tiêu trong nhịp này nó sẽ đánh uh, break cản vùng 23.5 để hướng về vùng 24 24.2 trong ngắn hạn thì hoa sen sẽ có cái vùng cản này và khi mà nó kéo lên vùng 24 24.2 sẽ là cản kỹ thuật khá là mạnh cổ phiếu VGS đánh con này mà đánh thế không thế cộng thì cực test luôn trong tuần có dự báo cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 25 25.5 và điểm sâu hơn thì có thể tính đoán ở thế này nhưng trên thực tế là các anh chị để ý này đấy nó chỉ đi quanh vùng 25.5 thôi và phiên ngày 11 tiếp tục có một điểm test vùng 25.5 trước khi có một sự phục hồi khá là mạnh ở đây hoàn thành target kỹ thuật 27.5 và đối với em này thì nó đang có xu hướng test lại vùng 27 27.5 test tích đi thành công target kỹ thuật tiếp theo VGS hướng về 29 Cổ phiếu TLH, đây các anh chị TLH, đây chúng ta có điểm hỗ trợ kỹ thuật vùng 88 2 8.3, các anh chị nhìn thấy trong tuần vừa qua nó đi khá là sát, còn cái điểm sâu hơn ở đây vùng 88 15 thì như vậy 8.05 thì nó chưa về đến nơi. Nó vòng lên, tụt vòng lên tụt và như vậy à, tuần tới ở vùng 88 2 chúng ta tiếp tục mua à, cả kỹ thuật của nó, chúng ta có thể dự báo T cộng hướng về 8.7 đến khoảng quanh vùng 8.8. nhóm anh mông sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư và các anh chị chú ý ở trong nhịp này chúng ta tập trung đánh bất động sản dân cư cho cá nhân đồng lê bởi vì uh, dòng tiền à xin lỗi cả nhà chưa mình đang bị thiếu mất một nhóm anh uh, nhóm ngành đầu tư công uh, sẽ phân tích tiếp uh, trước khi mà chúng ta vào bất động sản dân cư ở <laughs> uh, nhóm ngành đầu tư công thì như vậy là gì khả năng ở trong nhịp này sau khi mà nhóm banh chứng bất động sản và nhóm thép nó chạy thì thằng đầu tư công này nó cũng sẽ tiếp tục nó chạy và các anh chị lưu ý tất nhiên là thằng này nó sẽ yếu hơn và nó sẽ xếp cuối cùng ở trong những cái top mà uh, có thể khi thị trường hồi tế cộng và các anh chị lưu ý là như vậy đối với mã cổ phiếu KSB trong tuần chúng ta dự kiến vùng 24 8 đến khoảng quanh vùng 25 thì như vậy là uh, nhịp một làm khá là tốt tuy nhiên nhịp hai thì nó bị tụt về ở đây là vùng 24-3, 24-5 Hiện tại thì KHB đang có xu hướng xây và tuần tới thì uh, cái dòng tiền nó đang hơi yếu nên uh, khả năng sẽ có thêm các cái điểm mà thu gom ở quanh vùng này và chúng ta sẽ chờ đợi uh, khi mà KHB đánh vượt thoát vùng 25 thì đó sẽ là cái thời điểm mà gì uh, chúng ta có thể uh, gia tăng vị thế các anh chị gia tăng vị thế Cổ <laughs> uh, phiếu PLC uh, trong tuần dự báo đây là vùng 33 mà khi nó bị mất vùng 33 rồi thì nó sẽ hạ xuống vùng 32 vùng ai bị mất thì uh, chúng ta sẽ dự báo tiếp vùng 31 31.5 trong tuần thì nó đi về vùng 31 này kéo lên à, 31.5 kéo lên và test lại vùng 31.5 như vậy tuần tới khả năng sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 31 mục tiêu ở trong ngắn hạn à, uh, lại vùng 32.5 và hướng về vùng cản kỹ thuật ở đây đó là vùng 33.5 đến khoảng quanh vùng 34 uh, cổ phiếu VCG, VCG ở đây Đấy dự báo vùng 242244 này thì các anh chị để ý là khá là đẹp trong vùng uh, phiên giao dịch ngày 11 thì nó có những cái điểm test này và có chúng ta có dự phòng thêm những cái râu nến ở quanh vùng 23.9 thì uh, vùng 23.9 không có. Uh, Liềm long thứ nhất long lên test lại và trong phiên ngày hôm nay thì như vậy VCG cũng đã có những cái điểm test về quanh vùng 24.4 cả tốt tuần tới thì khả năng như vậy thôi. Quanh vùng 24.4 cộng trừ các anh chị có thể thu gom thêm FCN cũng tích lũy khá là tốt ở điểm 1 quanh vùng 15.5 và điểm 2 cũng có dự báo là vùng 15.3 à 15.2 thì thực tế ở trong tuần thì FCN đang tích lũy khá là tích cực ở vùng 15.5, 15.6, 15.7. Như vậy tuần mới đấy, nếu có thì các anh chị cứ thầm thầm đấy kiểu gì khả năng thị trường của chúng ta cũng sẽ có gì ạ? À, sẽ có những điểm test và FCN khả năng cũng sẽ còn những cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 15.5. Đó, mua ở vùng này, mục tiêu thì sẽ ở vùng 16.2, sau đó thì tiếp tục hướng về cái target kỹ thuật 16.5. cổ phiếu là CG, điểm chỉnh cung một là quanh vùng đây này vùng 13.1 nhưng mà điểm này nó bị thất bại sau đó thì nó lùi về điểm 2.12.7 12.8 đang có cái lực phục hồi à, tuy nhiên lực phục hồi này thì nó cũng chưa thuyết phục lắm như vậy tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 13 cộng trừ 0.1 các anh chị có thể à, bắt ở quanh vùng này mục tiêu bứt vùng 13.3 và hướng về quanh vùng cả 14 chúng ta đánh T cộng à, cổ phiếu HHV đây điểm chỉnh cung thứ nhất là vùng 15, điểm thứ hai là vùng 14.7. Trên thực tế trong tuần vừa qua thì nó chỉ chỉnh quanh 15 thôi. Có nhiều điểm nhún về 14.9 nhưng mà không đáng kể. Nói chung là tuần tới thì các anh chị có thể thòng ở quanh vùng 15, 14.9 hoặc 15.1. Test tích lũy thành công, cảnh kỹ thuật 15.8 đến vùng 16. Thì đối với mã cổ phiếu HHV này cái tính tạo lập của nó rất là dễ đánh. Đấy các anh chị và chúng ta <laughs> chúng ta có thể soi xo lại ở trong quá khứ thì rất nhiều những anh chị em là chúng ta mua đúng vùng cản đó, các anh chị mua đúng vùng 16 này thì về đây cắt lỗ này cắt lỗ này đó và sau đó thì uh, nó lại kéo về đến đây này có thể là vùng 15.8 đến vùng 16.2 đó và nó lại kéo về đến đây thì lúc đó lại nhột quá lại không chịu được nhột quá không chịu được lại đua đua xong thì nó lại sl cho phát về đây lại cắt lỗ tức là cái vòng cái vòng của nhà đầu tư nó cứ luồn quẩn như vậy thôi các anh chị nó cứ quay đi quay lại đấy là mua 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 đỉnh bán đáy mà tại sao các anh chị không tư duy lại là mua đáy bán đỉnh vậy thì tư duy lại mua đáy bán đỉnh thì phải làm như thế nào đó à, chúng ta có kiến thức chúng ta có đội nhóm và chịu khó xem những cái bản tin phân tích của cá nhân Hùng Lê vào để chúng ta biết được à như vậy chỗ đấy thằng đấy nó nói là kháng cự đấy không biết nó nói đúng hay nó sai nhưng mà ít nhất là để ta đứng lại ta nhìn xem cái thằng đấy nó chém gió đúng hay sai à hoặc là đấy thằng đấy nó bảo là ở vùng 14.9 đến vùng 15 nó hỗ trợ đấy ờ thì vui vui ta nhạt tí biết đâu nó nói đúng ta có cốc cà phê đấy ví dụ như vậy à, vui vui các anh chị nhé đó thì chúng ta phải chung quy lại chúng ta có kiến thức các anh chị đừng có nhìn bánh vẽ nhìn những cái bánh vẽ nó mệt lắm và các anh chị để ý thấy là chả bao giờ hùng hùng hùng, hùng sâu một cái gì cả kể cả trong các cái team cộng đồng Đây các anh chị này trong các cái team cộng đồng á em xem giờ giờ sáu ít khi hùng ấy lắm <laughs> anh chị đó và 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 hùng chỉ phân tích này các anh chị đấy gửi đến những anh chị em cộng đồng nhà đầu tư những cái phân tích rồi đó những cái bản tin đó các anh chị đó rồi tất cả những kiến thức này về điểm hỗ trợ điểm kháng cự này đó các anh chị tin cộng đồng này đó và các anh chị để ý thấy là 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 có, có thể rất nhiều những anh chị em đang nằm ở rất nhiều room đúng không nhưng mà khi các anh chị vào tin cộng đồng của Hùng Lê thì không bao giờ có một cái gì của một cái bánh vẽ gì mà ném lên lên đấy cả rất ít hạn chế hạn hữu và gần như không chỉ Hùng chỉ mang kiến thức thôi đó dự báo giờ chỉ mua này kiểm định này dịch chuyển mạnh mẽ này thì à, cái gì các anh chị thu gom đó rồi mua đó còn uh, chúng ta có những cái bánh vẽ chúng ta vẽ lên thì sẽ rất là 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 mệt cho nhà đầu tư vì rất nhiều những nhà đầu tư mới họ không có kinh nghiệm mà họ nhìn vào đấy họ thấy vui lắm họ sướng nhưng họ đâu biết rằng là khi bước chân vào thị trường chứng khoán đó là uh, gọi là một một cái trường gọi là một cái trường nó khốc liệt nó khốc liệt mà nó kinh khủng khiếp các anh chị vã mồ hôi có những trận đấu mà Hùng Lê có kiến thức có kinh nghiệm rồi nhưng mà vã mồ hôi hột các anh chị. Nó áp lực kinh khủng khiếp. Chứ đâu có đơn giản đâu, không đơn giản đâu. Đơn giản chỉ là chỉ là những cái bánh vẽ mà họ vẽ cho anh chị thôi. Không đơn giản đâu các anh chị. <laughs> tuần này đang ốm các anh chị, đang ốm. Họ rục rũ cả tuần luôn, sợ thật. Nhóm ngành mục sẽ đi phân tích cho các anh chị tiếp theo. Nhóm ngành bất động sản dân cư, ưu tiên số 1. Và những cái mã cổ phiếu rất thế mạnh. Các anh chị lưu ý chúng ta tích lũy. Rồi cứ bình tĩnh từ từ, của cải nó phải đến từ từ chứ đừng có vội. Không, các anh chị, đừng có vội nhé. Cổ phiếu xe ở trong tuần vừa qua vùng 2.3 2.4 tích lũy khá là tốt này, kéo nhịp hai thì đây có cản 23.5, à 23.2 23.5. Ờ, nó quay trở về vùng 2, kéo lên và đây quay trở lại. Như vậy ở trong tuần tới các anh chị lưu ý ở vùng 22.2, 22.3, 22 22.4 Đây là vùng các anh chị có thể thu gom thêm sao Cổ phiếu HDG Đấy trong tuần đồng có dự báo vùng chỉnh mục tiêu 27.8 đến vùng 28 này Đó thì là các anh chị là nếu mà ai bán ở ở cái vùng 27.8 đến vùng 28 là khả năng là đáy đấy. Vô hình dung là chúng ta bán đúng đáy. Thế còn là đây này, thế thì đến nhắc đến đáy thì lại sẽ có vùng đỉnh. Và các anh chị có thể xem lại những cái bản tin video ấy Hùng, Hùng, Hùng chỉ cho các anh chị là gì Ở cái vùng 30.2 này này 30.5 này này Đây là vùng cản kỹ thuật này Thì các anh chị đừng có mua Và vô hình dung là các anh chị mua ở đây này Đó, các anh chị mua 30.4 Thì các anh chị sẽ SL đúng ở điểm này này 28, 28.2 này Đó, 27.8 này 28, 28.2 Khá là tốt Nhịp thứ nhất kéo long Tả lại gáp, test lại vùng 28.2 Và đây Đây là cái điểm mua cực đẹp này 28.3, 28.5 tuần tới các anh chị đang cầm khẩn trương cho cá nhân đúng lê. Mục tiêu 29.3, 29.5, 29.6 và vui vui thì kéo về vùng 3x. Lại như vậy thôi. Và về đến trên đấy FOMO thì lại lại bị dính. <laughs> HDC khá là đẹp. Đấy, trong tuần dự báo điểm 32.5 kéo lên sau đó test tả lại này vùng 31932 này. Và tuần tới, các anh chị lưu ý cho Hùng, 32.3, 32.5, vùng thu gom mục tiêu. Mục tiêu nhịp này sẽ thoát vùng cản 35 và hướng về vùng 34.5. <laughs> Nam Long cũng đang rất là đẹp rồi. Các anh chị, đấy, những điểm test này, dự báo vùng 42.7, 43 này, test nhìn 1 rất thành công. <laughs> và nhịp thứ hai đây, các anh chị Nam Long test lại vùng 42. Như vậy tuần tới, điểm thu gom mục tiêu vùng 42.3, 42.5. Đấy các anh chị nha, đấy nha. Cùng lắm thì nó có thể là gì? Nó sẽ có thêm điểm 42, nhưng điểm 42 thì khả năng là Hùng không nghĩ tới. Nhưng mà có quanh vùng 42 35 Mục tiêu 44, bớt 44 thì chúng ta sẽ hướng vùng 45, 46. Của phiếu KDH, đó, trong tuần thì Hùng có dự báo điểm 1 là vùng 35.5 và điểm 2 đây là râu nến. Các anh chị dự báo có những râu nến, nhưng trên thực tế thì nó chỉ test vùng 35.5 thôi và nó không có râu nến. Điểm long thứ nhất, sau đó nó trả lại vùng 35.5 lần thứ hai sau đó thì đây, nó đang lừng hừng ở đây xây và tuần tới điểm thu qua mục tiêu 36, 36.1, 36.3, đây là điểm cực đẹp. Và các anh chị bắt ở điểm này, đó và chúng ta sẽ chờ đợi dòng tiền bắt đầu kích hoạt và ví dụ khi mà nó vượt thoát ở vùng 37 chúng ta tiếp tục bắt. Mục tiêu sẽ vứt bứt vùng 38 và KH sẽ hướng đến vùng 4x, đó là nó chỉ còn thời gian thôi. Chiêu cổ phiếu Đạt Phương nhấn mạnh rất nhiều và rất nhiều những anh chị em nhà đầu tư xem được những video của cá nhân Hồng Lê thì các anh chị cũng đã mua Đạt Phương và đến thời điểm hiện tại thì rất là tuyệt vời trong tuần vừa qua dự báo đạt phương sẽ test lại ở quanh vùng 17.548 tám các anh chị chỉ có một cái điểm chít 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 ở đây là vùng 48.3. Và tuần này thì đạt phương hoàn thành cái target kỹ thuật 53, sau đó thì đây này có một cái điểm test thứ hai ở đây cũng đẹp 49 50 này. Với cách vận hành của đạt phương như này thì tuần tới có thể sẽ có không biết là có về không nhưng mà nếu đẹp đẹp thì vui vui thì có thể em ấy sẽ nhún lại khoảng quanh vùng 51 51.5 vùng 52. Test đi thành công, target tiếp theo của đạt phương sẽ hướng về vùng 55. 55 đến khoảng uh, sau khi bứt 55 <laughs> thì chúng ta sẽ hướng về target 60. Cổ phiếu DG đẹp các anh chị nhá, đẹp. <laughs> DG rất đẹp trong tuần đấy. Chúng ta có dự báo vùng 31 31.4 nhưng trên thực tế thì nó chỉ về đến uh, khoảng quanh vùng 31.7 thôi. Đó, và nó sẽ test là quanh 31.7 này. Và sau đó thì um, nó công với vùng cả thuật vùng 34, suýt soát tí nữa đạt 34. Đấy. Trong phiên ngày hôm nay tí nữa thì đạt 34. Và cây nến kết tuần khá là đẹp, được đóng được ở trên vùng 33.5. Như vậy tuần tới nếu có thì trạm cuối các anh chị ở vùng 32.7-33 khả năng nếu có đấy. Tức là trong trường hợp thị trường nó rung lắc và nó nó đạt một phát nữa để ai chốt thì chốt bớt đi. Và sau đó thì nó sẽ tiếp tục kéo. Mục tiêu thì DG sẽ vượt thoát vùng 34. Và khi nó bay được cái vùng 34 rồi thì cái đó là biển trời mênh mông em bơi ngày đấy rồi. Không phải bàn nữa. Đất xanh, cây nến cái tuần khá được. ATC kéo. Thì đất xanh ở trong tuần ông có dự báo điểm chỉnh một ở quanh vùng 19.5 này. Nó kéo này, lên vùng 20.2 sau đó nó test lại vùng 19 19.3 19.4 khá là đẹp ông đã khuyến cáo các anh chị là quanh vùng 19.2 19.3 thì các anh chị có thể thu gom thêm à, đấy 19.8 rồi tuần tới thì có thể tả nếu đẹp thì nó tả quanh vùng 19.6 sau đó thì kéo vào vùng 20.2 và mục tiêu mục tiêu của đất xanh nó có một cái cản 21 và khi nào mà em này bứt được vùng cản 21 thì đó cũng là biển trời mênh mông PDR rất là đẹp, rất là happy và gần như là đây các anh chị nó đi xây ngang và gần như PDR hết cản rồi đó. Hết cản sau khi mà nó bứt ở đây là cái vùng 30 30.5 là hết cản cuối cùng và hiện tại thì nó đang xây test ở trên vùng cản rất nhịp nhàng. Như vậy chạm vùng 33 các anh chị này, đây là vùng cản đúng không? Và chạm vùng hỗ trợ kỹ thuật thì có phân tích cho các anh chị ở vùng 31 31.5 đây chạm 31 31.5, đây chạm 31 31.5 31 và đang kéo lên và tuần tới nếu có thì sẽ test lại 31.5, 31.7 các anh chị. Đây, nó nhỏ nhỏ này 31.5 31.7 test tích lũy thành công mục tiêu bứt cản 33 và khi mà DG mà mà búng được cái vùng 33 thì thôi 33 33.5 thì coi như xong nhóm ngành cuối cùng Hùng sẽ đi phân tích cho các anh chị đó là nhóm ngành chứng khoán thì nhung đã có phân tích rồi khi thị trường hồi thì nhóm ngành chứng khoán nó sẽ là hồi nhanh nhất các anh chị hồi nhanh nhất và trong các cái bản phân tích cập nhật cho các anh chị thì hùng cũng đã phân tích cực kỳ sát các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nhóm ngành chứng khoán và đặc biệt là bản tin tuần video số 222 Các anh chị cứ xem lại đi Tất cả những cái nội dung của cá nhân Hùng Lê phân tích Thì nó sẽ còn đó với thời gian Đúng nó cũng nằm đó Sai nó cũng nằm đó Mà trung chiêng nó cũng nằm đó Chứ không có cái kiểu là Nói đúng thì giữ Nói sai thì xóa Bởi vì Hùng chả cần phải làm cái việc đó Nó chả giải quyết cái vấn đề gì cả Nó chả giải quyết vì về 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 về, về, về quan điểm gì cả và cái quan điểm của Hùng là chia sẻ Và mình nghĩ cái gì mình chia sẻ cái đó Mình nghĩ cái gì tốt mình chia sẻ cái đó Thế là được rồi Thế còn trên thực tế có thể đúng có thể sai Thế thôi đó Mình không làm xấu là được Cuộc đời của mình mình không xúi dại được Mình không gây tổn hại cho ai được Mình 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 không làm hại cộng đồng là được Đúng không ạ Gặp người khó khăn thì mình giúp đỡ đó. Có kiến thức chia sẻ Có những cái gì hay thì mình chia sẻ vậy thôi Chứ cuộc sống thì có cái gì đâu các anh chị Nên là 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 nhiều người thì đúng thì bắt đầu là pia nấm mọc sau mưa khiếp lắm và 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 và, và, và pia kinh khủng lắm khi khi lên thì thì kinh khủng lắm nhưng khi xịt chả thấy đâu nhưng mình chúng ta không phải thế và chúng ta cứ đều đều chúng ta đi túc tắc chúng ta đi quan điểm của hùng thì uh, trong trong phong thủy thì nó có âm có dương ngũ hành những anh chị ngũ hành phong thủy nó có âm có dương và tại sao thì mặt âm với mặt dương nó lại bằng nhau đó thế có nghĩa là trong nó có đúng có sai cái cái chính là làm sao để chúng ta giảm cái sai đi thôi và chúng ta tăng cái đúng lên các anh chị chứ cũng không tài không giỏi gì đâu đó và chúng ta à, cố gắng các anh chị nha tích lũy kiến thức tích lũy kinh nghiệm tuần này thì đang bị ho nên là nói nó cũng hơi bị uh, kém các anh chị cổ phiếu VCI đây các anh chị vùng 49.5 đến vùng 50 test nhịp một long cả công nhịp hai long và hiện tại thì cũng đang nhìn thấy giảm tiền khá là tốt rất là tích cực và khả năng tuần tới nó sẽ có các điểm ở khoảng quanh vùng 51.5 thôi test tích lũy thành công ở vùng này các anh chị mua đi nhá tất nhiên đến thời điểm này thì là nó là quá muộn so với những cái điểm phân tích ở dưới này đúng không ạ 49.5 đến vùng 50 nhưng ít nhất là quanh vùng 51.5 thế là chúng ta bị lõm mất khoảng 2.000 này đấy các anh chị đây là vùng 49.5 này à, 50.5 đến vùng 51.5 mà các anh chị bị lõm 2.000 này đấy so với những cái điểm phân tích sớm của cá nhân đồng lê thì bị lõm 2.000 đây thì như vậy thôi nó có trả lại đây và mục tiêu thì lại vùng 54.5 đến khoảng quanh vùng 55 SSI cũng rất là đẹp trong tuần thì có dự báo ở à, các điểm chỉ cung SSI khoảng vùng 36.3 điểm sâu hơn là vùng 36 trên thực tế thì nó chỉ test ở vùng 36.6 thôi và nó kéo lo nhịp một về vùng 37.6 này nó test tìm hai này và hiện tại thì cũng đang nhận diện thấy ở quanh vùng 38 36.9 đến vùng 37 cực kỳ đẹp tuần tới khả năng nó chỉ test ở khoảng quanh vùng 37.4 thì ăn thêm mục tiêu là vùng 38.5 đến khoảng quanh vùng 39 hợp lý cái sẽ kéo về đây cổ phiếu HCM cũng đẹp rồi đó trong tuần thì như đây các cái điểm test kỹ thuật của HCM đây các anh chị vùng 28 đấy phiên giao dịch ngày 8 đây 9 giờ 30 phút 10 giờ 30 phút dòng tiền chờ mua khả năng thị trường xoay chiều tạo đáy tạo các cái điểm phục hồi của thị trường đây đừng có bán cổ phiếu nữa mua cổ phiếu vào kết hợp với các cái bản tin phân tích tuần hùng chỉ ra cho các anh chị đây là vùng 28 là hỗ trợ kéo nhịp một lên vùng 29 test lại nhịp hai vùng 28.4 và hai à, cái nến giờ phục hồi của HCM tuyệt vời à, bay qua vùng 29.2 với đà này thì không biết là tuần tới có 29.2 không nhưng mà target mục tiêu thì như vậy là vùng 30 30.5 đó là chắc chắn rồi VND thì nó đang yếu hơn so với các mã cổ phiếu chứng khoán khác à, Nhìn chung là trong tuần thì nó cũng đang chỉ là tích lũy thôi Ở quanh vùng 21.7 đến khoảng vùng 21.8 Tuần tới khả năng sẽ có các cái điểm quanh vùng 21.8 kỳ vọng tích lũy thành công Ta ghét kỹ thuật ngắn hạn ở quanh vùng 23 Cổ phiếu STS, à, vùng hỗ trợ kỹ thuật 56, vùng 57 này Đó, có dự báo vùng này Và à, nhịp 1 thì nó kéo lên vùng 60 và nó test lại điểm 58 này Và hiện tại thì như vậy là uh, phiên kết tuần khá là tốt khi mà cổ phiếu này vượt lại quanh vùng 61 này với cây đến giờ và sau, đến giờ 13 14 giờ và cây đến giờ kết phiên thì nó test lại trên vùng 61 như vậy tuần tới thì khả năng chỉ có những cái điểm rung lắc ở khoảng quanh vùng 61 cộng trừ 0.2 thôi Và sau đó thì uh, tăng ta các kỹ thuật của nó lại vùng 64 65 và đây là vùng cản các anh chị và vô hình dung là những anh chị FOMO ở đây thì sẽ cắt đáy đúng đây và uh, lên đến đây lại không chịu được lại mua và sau đó lại tiếp tục cắt đáy ở bên này vòng luẩn quẩn đấy nhé các chị cùng nhắc lại như vậy liên tục lặp lại cổ phiếu SHF quá tuyệt vời và SHF là một mã cổ phiếu rất hay nhá nhấn mạnh nhá các chị có thể thu gom thêm nhá đây vùng 19.5 này đó điểm của vừa qua tuần có điểm thu gom 19.5 quá là đẹp ta cái thuật 20.5 và cây nền kết thúc tuần à, thì không có gì phải chê cả rất đẹp kéo lên và điểm test lại như vậy tuần tới khả năng nó chỉ test lại quanh vùng 20.5 thôi. Các cái kỹ thuật ở trong vùng này 21.5 đến khoảng quanh vùng 22. VX cũng cực đẹp luôn. <laughs> chỉ cho các anh chị những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu rất là là sát. Đó và các anh chị chỉ cần hành động thôi. Đây cổ phiếu VX ở trong tuần thì cũng có dự báo cái vùng chỉnh cung mục tiêu đó vùng 18 điểm sâu hơn là vùng 18.5 nhưng trên thực tế là ở vùng 18 18 18 18 à 18 đến vùng 19 này các anh chị test đáy điểm 1 này phiên ngày 18 này và phiên ngày 11 nó test điểm 2 kéo long nhịp 1 test xong nó nhịp 2 test như vậy thì tuần tới nó chỉ có thể là nó sẽ test lại quanh vùng 19.2 19.4 thôi test tinh thành công ở vùng này ta gãy cái thuật 20 20.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 21 AGR trong tuần cũng cực đẹp đó nó test về đúng vùng hỗ trợ kỹ thuật và sau đó nó kéo thôi đây này vùng hỗ trợ 20 20.3 đấy các anh chị nó kéo nhịp một xong nó test nhịp hai này rồi đây nó kép nó tiếp tục kéo nhịp hai và nhịp hai này thì nó kéo quá khỏe luôn rồi tuần tới thì khả năng là xanh tím là cái chắc rồi bởi thằng AGR này nó đánh nhanh lắm nên là tuần tới nó, nó cũng loanh quanh khả năng nó chỉ có khoảng quanh vùng 21.3 21.5 thôi khả năng nó chỉ có tầm này thôi và nó test nhẹ lại ở đây và sau đó thì nó sẽ tiếp tục kéo FOMO lên vùng 22.5 đến vùng 23 VDS đó VDS ở trong tuần đây dự kiến chỉnh cung là vùng chín 8 đến vùng 20 trên thực tế thì nó chỉnh vùng 20.5 thôi và đúng phiên giao dịch ngày 8 đấy thị trường tạo cung tạo đáy bắt đầu phục hồi đây này các anh chị nhìn vào đây là chúng ta biết thôi mà đó và bắt đầu gì? Điểm 1 nó đánh thành công này, về target vùng 22 nó test lại điểm 2 và bây giờ cuối tuần lại về vùng 22. Như vậy và đặc biệt là hai cây nến kết thúc phiên ngày hôm nay cây đến giờ test vùng 21.5 kéo lên test vùng 21.5 kéo lên. Rất đẹp. Tuần tới khả năng nó cũng chỉ có khoảng quanh vùng 21.7 thôi. Và mục tiêu lại kéo về vùng 23 23.5. Và vô hình dung là những anh chị em mà đua 23.5 này thì nó về 20.5 tức là các anh chị mất 3.000 đồng trên một cổ phiếu về đây cắt lỗ này cắt lỗ đúng phiên ngày mùng 8 tức là tại cái thời điểm đó thì các anh chị có thể xem lại cái bản tin tuần của Hùng Lê đây này ngày 18 9 giờ 3 phút ngày mùng 8 tháng 4 dòng tiền chờ mua tăng mạnh thị trường đảo pha xu hướng tất cả mọi thứ đều tốt thì các anh chị là bán đúng cái đúng cái điểm mà thị trường đảo pha đó và tại sao chúng ta vẫn lặp lại những cái đó thì các anh chị tự tư duy là vì sao mình lại luôn làm như vậy cổ <laughs> phiếu ORS ở đây anh chị này ở đây là vùng 15 8 này vùng 15 8 à, chúng ta dự báo vùng 15 8 15 6 15 4 nhưng trên thực tế thì ORS chỉ test ở vùng 15 8 thôi và nó kéo nó nhịp một thì như vậy là nói chung là con này thì nó chưa đạt lắm về đạt về target nhưng ít nhất là cũng đã có được điểm siết soát ở vùng 16.5 test nhịp 2 kéo long và nhịp hai đây bắt đầu trả cung thì như vậy tuần tới ở vùng 16 16 16 2 sẽ là vùng thu gom mục tiêu anh chị nhá. Múc mạnh chỗ này vào 17.2 17.5, khả năng tuần tới target sẽ hướng về vùng 7 2 17.5. CTS thì quá tuyệt vời. Kéo cực kỳ cực kỳ nét luôn. Đây. Đấy, dự báo ở vùng 35 35.5 nhưng trên thực tế các anh chị nhìn ở đây, đây là những cây nền test rất thành công ở phiên ngày thứ hai rồi. Nó thị trường nó tạo đáy rồi thì làm gì có sâu ở dưới này nữa. Tất cả các mã cổ phiếu đều phục hồi từ ngày mùng 8 rồi các anh chị. Đúng không ạ? Đó thì từ đây này mua đi Lên đây 38 này nó test lại nhịp 2 Và uh, kết thúc tuần Ôi sổi ôi 40.5 các anh chị Đấy nhưng mà ở đây này Các anh chị lưu ý đây có điểm 40.5 Và nó xả này thì điểm này cũng cũng như vậy nhé Chúng ta lưu ý Thì như vậy là tuần tới nếu đẹp thì nó sẽ phải trả cung Nó tích lũy thành công ở vùng 39, 39.5 Test tích lũy thành công ở vùng này thì Nhịp này target của CTS Sẽ kéo lên ở vùng 42.5 test ở trong tuần cũng đẹp đây đấy test điểm 28 28.2 còn râu nến à, chúng ta chờ những cái râu nến sâu sâu dưới này nhưng mà không có râu nến các anh chị râu nến ở vùng 27 27.5 không có mà nó chỉ đến vùng 28 thôi đây phiên ngày 18 long nhịp 1 test nhịp 2 long nhịp 2 test nhịp 3 rất nhịp nhàng nên là tuần tới nếu có thì nó MBS nó chỉ có vùng 29.2 thôi 29.2 29.3 căng lắm thì nó xuống được vùng 29 mục tiêu thì bách vùng 30 và hướng đến vùng cảng thuật 31 đấy các anh chị lưu ý nha đến vùng 31 31.3 đấy à, láng quáng lại bắt đầu đoạn này lại phô mô này đoạn này là bắt đầu ui rồi sướng sướng mua 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 thì xíu về bên này đấy mua ở đây mua mua ở vùng 31 mua ở vùng 31 mà phiên ngày mùng 8 nó SL xuống vùng 28 cũng mất 3.000 đồng trên một cổ phiếu lại cắt đúng đúng đáy các anh chị đó vậy thì cái tư duy của chúng ta là gì học học để có kiến thức xem các cái video của cá nhân hùng lê để các anh chị nắm được đâu là hỗ trợ đâu là kháng cự có một cái sổ tay và một cái bút ghi chép lại rồi sau đó dần dần hàng ngày hàng tuần hàng năm năm này qua năm khác nước chảy thì đá mòn mưa dầm thì thấm lâu đó và đến một ngày nào đó thì các anh chị sẽ cảm thấy rằng những cái gì hùng nói nó là rất tâm đắc rất giá trị và có thể nói là nó làm xoay chuyển cuộc đời của các anh chị nó làm xoay chuyển cuộc đời của anh chị không phải một ngày các anh chị nghe như thế đâu nhưng mà ví dụ một năm sau các anh chị nghe lại những cái lời mà hùng đã nói về một năm trước đó, thì các anh chị mới ngẫm lại các anh chị mới thấy là những cái gì mà hùng nói nó rất là có ích cho chúng ta đó trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư rồi phần cuối cùng thì chúng ta tổng kết lại một chút xíu Về mặt Kỹ thuật Thì như vậy là gì chúng ta có một phiên kết tuần thành công Và đặc biệt là phiên giao dịch của ngày hôm nay với sự hỗ trợ góp mặt rất mạnh của nhóm banh, nhóm ngành, chứng khoán, nhóm trụ à, Bất động sản thì nhẹ thôi Đã giúp cho thị trường của chúng ta xử lý được nút thắt ở vùng 1265, 1270 và vùng 1275 điểm Và đặc biệt từ phiên giao dịch ngày 8 tháng 4, dòng tiền chờ mua đã quay trở lại thị trường và tăng rất mạnh mẽ. Đó là một trong những cơ sở kỹ thuật cực kỳ quan trọng giúp cho thị trường của chúng ta xoay chuyển đảo pha và trong quá trình mà cá nhân đồng lê phân tích ở trong tuần vừa qua bảo lưu quan điểm vùng 1247 đến vùng 1250 dự báo dự các anh chị nhé chứ không phải chắc chắn dự báo sẽ là vùng tạo đáy của thị trường và thị trường bắt đầu phục hồi. Và đặc biệt trong phiên giao dịch của ngày 12 tháng 4, dòng tiền mua chủ động đã tăng đột biến và tăng mạnh nhất ở trong tuần vừa qua. Điều đó cho thấy là gì? Dòng tiền chờ mua đã dịch chuyển sang mua để nắm giữ cổ phiếu. Và khi dòng tiền chờ mua dịch chuyển sang mua nắm giữ cổ phiếu, thị trường của chúng ta xác nhận sóng và bắt đầu tăng. Như vậy là chúng ta có phiên giao dịch từ ngày mùng 8, ngày mùng 9, ngày mùng 10, ngày 11 chúng ta mua. Và đến phiên ngày hôm nay thì gần như có một cái tín hiệu xác nhận là chúng ta có thể mở mua full hết và chờ đến tuần tới. Khi chỉ số VN Index của chúng ta tạo gáp tăng về vùng 1280 đến vùng 1285. Sau đó nó chỉnh cung, nó lấp gáp thành công ở vùng 1270 đến vùng 1275 test tích lũy thành công, đảo pha xu hướng, đảo chiều xu hướng, cầu quay lại, bất động sản xanh tím, chứng khoán xanh tím, thép xanh tím, mọi thằng xanh tím thì đó là dấu chấm hết cho một tuần test tích lũy thành công và thị trường của chúng ta bắt đầu chuyển biến từ xu hướng tiêu cực sang xu hướng tích cực tăng điểm để để làm gì? để hướng về các cái vùng cảng kỹ thuật 1295 vùng 1300 điểm đối với chỉ số VN30 và chỉ số phá sinh chúng ta sẽ hướng về vùng target kỹ thuật 1295 1300 điểm và vùng 1310 điểm đó là các target dự báo sớm của thị trường các anh chị và chúng ta sẽ còn một điểm mua nữa thị trường sẽ còn một nhịp rũ nữa ở trong tuần giao dịch sắp tới còn rũ về đâu rũ ở điểm nào thời điểm nào rũ thì à, các anh chị em của chúng ta sẽ à, tiếp tục một là chúng ta sẽ theo theo dõi các cái bản tin phân tích trực tuyến rất kịp thời của cá nhân hùng lê trên kênh hùng lê chứng khoán các anh chị đăng ký kênh này thứ hai là các anh chị tham gia các cái room cộng đồng hùng sẽ có các cái room ở cộng đồng thì ở dưới các cái bản tin tuần á thì các bản tin hàng ngày sẽ có cái đường link và các anh chị có thể tham gia và thứ ba thì hùng cũng mời các anh chị em à, ok rồi happy rồi thân thiện rồi đúng không ạ các anh chị nhìn thấy Hùng Lê rất thân thiện đúng không? Rất vui tính và cũng rất nhiệt tình. Nói chung là rất nhiệt tình. Chả có làm hại gì ai cả. Đó và ok rồi thì các anh chị về với công ty chứng khoán VBS của cá nhân Hùng Lê để chúng ta gọi là lập hội lương xuất bạc. Đó. Các anh hùng hảo hán chúng ta về đây để làm gì? À, chúng ta có những cái, cái chia sẻ hai chiều Các anh chị có những cái thế mạnh Các anh chị có những cái thông tin Thì các anh chị đẩy về cho cá nhân Hùng Lê Để Hùng Lê phân tích tổng hợp Từ phân tích tổng hợp đó thì Hùng Lê lại chia sẻ lại đến cho anh chị em cộng nhiều đầu tư tư khắp mọi miền tổ quốc như vậy thì uh, chúng ta mang lại giá trị cho nhau các anh chị quan điểm của chúng ta mang lại giá trị cho nhau và uh, với một cái tâm niệm của cá nhân hùng lê thì hùng vẫn hướng các anh chị em nhà đầu tư và tất cả mọi người chúng ta sẽ đi chậm đi chắc đi bền đi chậm đi chắc đi bền trên thị trường chứng khoán và sẽ tiếp tục đồng hành cùng với anh chị em nhà đầu tư uh, bản tin tuần này thì uh, xin phép được tạm dừng tại đây xin uh, cảm ơn sự đồng hành tất cả của anh em nhà đầu tư trong thời gian vừa qua và thời gian sắp tới xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại